Hello, xin chào các anh em đã quay lại với kênh của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ thuê phòng net cùng em mình và chúng mình sẽ cài view cho bài đom đóm của Jack để top 1 trên đỉnh ha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đi cài view. Mình sẽ mời em mình cài view cùng đi mày. Rồi. Quay vào máy. Vô YouTube rồi. Xem đom đóm hiện tại nhiều view. Ok, MV đã được 37 phút rồi các bạn. View cũng được 470.000 rồi. Giờ chúng mình sẽ bắt đầu cày view nha. Nhớ để 720 HP nha em. Và view này 6 phút các bạn ơi, cày hơi lâu. Ủa, ê nhắc, bấm chắc đông đón mày không bấm vô MV hả? Bấm vô MV mới cày được chứ mày. Okay, xong rồi. Mở ra nè. Ê, Long. Bật lên cài view cho Jack các bạn ơi. Ok. Jack à? F4 lên. Ok bạn ơi. View cho Jack luôn đó nè. Đom đóm bạn. Còn cái con viên đất này là đi chơi còn trẻ sau viên đó. Sau rồi xong rồi. Ok, đầu luôn. Rồi bạn để cho nó chạy hết là được. Nhanh tay lên đẹp. Đẹp lên. Đẩy top 1 trên đỉnh anh em ơi. Ok, thì hiện tại đã chơi hơn 2 giờ công chiếu rồi nha. Được ra 1 triệu 3 view rồi các bạn. Giờ mình sẽ xóa lịch sử và đẩy view lên tầm đến tầm 12 giờ hơn mình sẽ nghỉ nha. Các bạn phải xóa lịch sử thì mới cài view. Nên nhớ khi cài thì nhớ chạy hết video này. Ok, thì nếu bạn nào thích video này của mình thì hãy cho mình một like, một chia sẻ, một subscribe nha. Mình xin được off video tại đây.